Ủa, rồi ông đứng nói cảm ơn gì hết đi. Rồi, anh à, bé này nó hiền lắm. Giao xe nó chưa biết nói cảm ơn khách đâu. Để em à, anh à, thì bữa nay á thì em thay mặt Hyundai Long An thì cảm ơn anh đã ủng hộ bé Quý, ủng hộ Hyundai Long An. Đó, thì em mến chúc anh á, là sức khỏe, nhiều năm vui. Đó, đặc biệt là mình chạy chiếc M10 này á, có những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời cho anh, cho gia đình mình. Cảm ơn anh. À, số điện thoại hotline của bé Quý á, là em Hoàng có để trên màn hình. Thì anh chị có yêu mến bé Quý á, thì có thể liên hệ ủng hộ bé Quý nha. Nay em Hoàng chỉ là giao xe thế cho bé Quý thôi. Thank you.